đến với chương trình Sàn Đấu Ca Tô. Tôi là Võ Hạ Trâm, là một trong hai MC của chương trình ngày hôm nay. Tôi là Ngô Kiến Huy, tôi là hai trong một MC của chương trình. Xin cảm ơn Huy. Ủa sao hôm nay Huy ngồi đầu đó vậy? Tại vì Huy có nhiệm vụ là bên đây. Bên đây là nhiệm vụ. Bên đó là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ của bên đây. Tức okay. là tới đó thôi. Các em ơi, các em ơi, hãy thể hiện nhiệm vụ của chúng ta đi nào. Khỏi khỏi ha. 500 anh em của em đâu rồi? Lên. Thấy chưa? Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Và chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 vào tối thứ nhật. Nào, quay trở lại với chương trình. Ngày hôm nay chúng tôi đã xuất hiện ở hai khán đài. Mục đích chính đó chính là để làm cho không khí chúng ta cảm thấy sôi động hơn và gần gũi với khán giả của chúng ta hơn. Và thưa quý vị, trên sàn đấu sẽ là hai vũ khí rất quan trọng. Thứ nhất là cái micro, đã biết rồi, bởi vì có micro thì chúng ta mới hát được, chúng ta mới trả lời được câu hỏi. Chính xác. Thứ hai, đó chính là cái chuông. Cái chuông để làm gì? Tới khoan, tới giờ của tôi rồi, từ từ. Ok, rồi tôi hiểu rồi. Máy quay vô cận. Quý vị thân mến, cách thức nhấn chuông như sau: để bàn tay cách chuông khoảng 2 gang tay và dùng một lực thật nhẹ từ dưới lên trên, hít một hơi thật sâu và ấn nhẹ. Chúng ta nên nhớ chuông chỉ để ấn, không phải để móc, để cắn, để chà đạp. Rồi, mời Huy về đây, hết chương trình rồi. Chào mừng chồng. Ngoài ra, trên sân khấu chúng ta còn thấy sự hiện diện của những anh chàng rất đẹp trai. Họ là những nhân tố rất quan trọng của chương trình, bởi vì họ sẽ là những người tạo ra những giai điệu của những bài hát. Chúng ta hãy cùng chào đón ban nhạc Long Black. Thưa quý vị, ngoài ra vẫn có hai nhân vật rất quan trọng nữa. Họ sở hữu những giọng ca nam trầm ấm và nữ cao chót vót. Nam ca sĩ Minh Trí và nữ ca sĩ Kim Ngân. Và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những nhân vật rất là quan trọng. Đây là đội khách mời và họ đặc biệt hơn nữa sẽ phải hóa thân vào những nhân vật rất là lạ. Mỗi lần mà họ xuất hiện là phải có một cái đoạn phim ngắn về quá trình hình thành, những quá trình mà từ nhỏ đến lớn của họ như thế nào. Cái gì? Không lộn, họ từ đâu xuất hiện. Họ từ một nơi nào đó đến với chúng ta. Và chúng ta hãy cùng chờ xem họ là ai. Hương biển đâu ta? Hổ với là rơi. Mày làm gì tao vậy? Thì mày là mũi, tao là rơi tao phải ăn mày chứ. Ê, nói nghe nè, tao ăn không có được đâu. Sao vậy? Tao là mũi dằn, là con mũi mang bệnh ở trong người. Bây giờ muốn không tao cho mày ăn nè. Thôi, tao no rồi. Ê, mày đến đây làm gì vậy? Cắn con zombie để tao tiến hóa thành Dracula. Ê, hai mình cùng phe. Mày đừng nói là mày muốn tiến hóa thành Dracula nhá. Mày tính quá, chuyện của tao, mày nhiều chuyện quá. Tao tóc kìm coi. Ôi dồi, nó ghê thế á. Mày bây giờ mày nghe tao, mày bay ra đấy mày cắn nó trước là được. Thì mày đi. Thôi tao, bây giờ tao bay ra đấy nó biết. Tụi bay đi đâu vậy? Cái bọn chết nhá. Chào mừng các bạn đến với tư xác của Zombie. Cho mình hỏi á, là các bạn tới đây để làm gì vậy? Nó hỏi mày kìa. Ê, con này nó khùng hay sao vừa đến hỏi. Bởi để làm gì? Để cắn. Để cắn. Cắn? Ờ. Tụi mày muốn cắn tao để tiến quá. Ờ. Ờ được rồi, nè.
cho phải không? Cắn nè. Với một điều kiện. Điều kiện gì vậy Phiệt? Mày thấy mày nó Phiệt nói cái điều kiện gì? Là dĩ nhiên á, mấy bạn phải thi nhảy với tôi rồi. Thi nhảy hả? Mày thấy sao? Chơi phải không? Chơi mày. Nhạc. Anh nhảy hay lắm, nhảy đẹp lắm. Anh đi làm dancer đi. Đi tao mày đi về đi. Dơi xào mũi. Tụi bay đã thua rồi thì tụi bay phải để lại cho tao ăn. Trời, tụi bay tưởng là tụi bay cắn tao á. Cắn tao thì tụi bay tiến hóa được ha. Thì ông cố em nói vậy đó. Trong sách viết rõ ràng. Lời đồn không có đúng đâu. Vậy thì bây giờ làm sao bây giờ? Lại đây. Ra đó, để được tiến hóa thì không phải cắn zombie. Cắn ai? Mà tụi bay phải cắn MC Ngô Kiến Huy. Là người này hả? Cái này tao muốn ăn luôn á. Thế tụi bay muốn đi chung tao không? Trời ơi, nói nhiều quá vậy, mình đi. Tụi bay muốn đi với bộ dạng đó hả? Chứ sao? Tụi bay mới tới là người ta xào lăn tụi bay rồi. Đẹp ra đây rồi. Tao có cách. Lại đây. Hồ Biên. Rồi bây giờ thì let's go. Đi thôi. Tôi cảm thấy có gì đó không an toàn ở đây. Huy à. Đúng vậy. Bây giờ Huy cũng phải có một bạn kế hoạch đi. Đó. Tôi đã bận áo kín hơn rồi. Kín hơn thì sao Huy? Nếu có cắn thì cũng bị chảy ngoài da thôi. Chỉ bị gọi là dại nhất thời. Không có chết được. Thì tôi sẽ lấy cho bạn. Bạn không cần lấy, tôi có sẵn rồi. Yeah. Nhưng mà tôi không hiểu lý do gì sao ba cái con người này lại muốn cắn Huy để tiến hóa. Không lẽ trong người Huy có một chất gì đó để giúp cho con người ta tiến hóa thành người sao? Đúng, đó gọi là chất khủng sản. Tôi cảm thấy rất là lo lắng cho người bạn của mình. Nhưng không sao, Trâm sẽ bảo vệ Huy. Huy tin Trâm. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Không, mấy mình đừng có mời họ ra đi. Không phải mời rồi ra có gì tính sao. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba nhân vật nguy hiểm ngày hôm nay. Xin mời đội thách đấu. Ngày ngày càng đi xa.
vào trong trí ông về một thế giới đi mơ đi mơ người đi kèm mơ ôi thật bất ngờ ôi thật bất ngờ. Sẽ chim tròn câu đua qua thì chẳng xa quyền thiên tức trong tay. Trâm ơi, ôi Huy sẽ bảo vệ Trâm, ráng lên. Trời ơi Huy, Huy ơi, Huy là người đàn ông mạnh mẽ nhất Trâm từng gặp. Chào các bạn, mình có gì mình từ từ nói. Mình biết là các bạn muốn ăn Huy lắm rồi nhưng mà từ từ. Không, bây giờ em hỏi nè, anh Huy ở đâu? Cắn. Ai cắn cái gì vậy? Huy ơi, cố lên, Huy ơi, cố lên, Huy ơi, cố lên. Trâm có bảo vệ Huy. Tôi muốn thương lượng. Em, nó nghe nè, anh có thương Thảo. Khi mà cắn anh thì tụi em chỉ được tiến hóa thôi. Nhưng mà một lát nữa em mà cắn được cái ông mà tiếp theo xuất hiện đó là tụi em được gọi là được hồi sinh luôn. Bồ bất tử luôn. Dạ, bồ bất tử luôn. Cắn sâu phát em đẹp như anh Huy luôn. Thôi vậy thôi không cần. Trời ơi, trời ơi. Người ta là cần cái lạ. Một lát nữa mời ra đây là hú hồn liền. Đội chủ nhà là hú hồn liền. Bây giờ mình làm quen sơ sơ với ba bạn rất là bình thường này nha. Đầu tiên là xin mời bé Zombie. Em là Khang ạ. Khang. Dạ em tới để cắn anh. Mục đích của em đơn giản em, vậy sao? Dạ khác với bạn thì bạn không ăn ba rọi. Em thích ăn sườn chìa. Sườn chìa? Dạ. Là sườn ai? Kìa. Là cái sườn chìa ra đó. Ồ oh. Cái sườn chìa ra. This is sườn chìa. Đó chìa. Tôi cảm giác tôi như là một cái món. Bảy món mà đang nằm trên dĩa vậy đó. Không, chỉ là đồ ăn thôi. Chỉ đáng giá là đồ ăn thôi. Em ơi, mình đang làm công việc gì? Em đang là phiên dịch viên ạ. Công dịch viên hả? Dạ vâng. Tiếng gì? Nga, Pháp, Mỹ, Đức, Anh? Dạ Anh ạ. Anh? Wow. Oh. Em nói một câu chị nghe chị học em. Hello. À, người ta nói thấy ghê. I will eat you. Nói bà đó phải nói tôi. Em nói anh à. Ôi dạ. Cái vốn tiếng Anh của Huy nó có hạn đó. Hầu như nó không có luôn mà có hạn nữa. Người thứ hai xin mời. Dơ dở hơi. Em tên là Đức ạ. À. Và khác với mục đích của hai bạn thì ngày hôm nay em đến đây là để cắn. Cắn cái gì? Nhưng mà em thích cắn cổ hơn. Nhưng mà cắn cổ ai? Đương nhiên là anh Huy rồi. Các bạn vẫn quan trọng vào cái sự thân xác của tôi như vậy à. Nào, em đang làm nghề gì? Em là sinh viên. Sinh viên hả? Sinh viên ngành gì em? Sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Wow. Đấy, chúng ta có một đối thủ rất là nặng ký rồi nhớ. Và cuối cùng, Mũi. Dạ, Mũi tên là Thanh Sơn ạ. Mũi Sơn, vâng, chào Mũi Sơn. Mục đích như trên. Vẫn cả cắn hả? Nhưng mà cắn cả hai. Chúc mừng ạ. Ê, vui quá à. Em đang công tác ở đâu? Dạ, em đang là sinh viên năm nhất của trường múa về ngành đại học biên đạo. Trường trời múa ơi. Em đưa micro lên cho chị, em đưa đây, tránh ra. Tôi muốn coi nhỏ nó múa. Em ơi, em cho chị đoạn múa của em đi solo. Hãy thể hiện tài năng của mình đi nào. Xin mời âm nhạc. Đó, nhạc. Wow.
năm rồi? À, nếu mà nói về quen, bắt đầu làm quen với múa thì em làm quen từ nhỏ rồi. Nhưng mà em tốt nghiệp chỉ là hệ 2 năm. Nhưng mà hiện tại em đang học là biên đạo, học lên. Chị thấy khi mà em cuốn cái tay này nè, nó rất là mượt đó. Chúng ta đã có một diễn viên múa, một biên đạo múa. Anh giờ bẻ. Tới này là luôn. Không. À, cảm ơn các bạn, cảm ơn rất là nhiều. Như vậy là đội mình lấy tên đội gì ạ? Tụi em là Xào Lăng. Đội Xào Lăng. Đây là những con người tôi biết chắc là rất là đam mê ăn uống. Như đã giới thiệu từ đầu, chúng tôi đã mời đến đây một chuyên gia để trị những cái loài như là muỗi, Dracula rồi, zombie rồi đó. Anh ấy là một bậc thầy điều trị tâm sinh lý học. Anh ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng của những khoa như là răng hàm mặt, tai mũi họng. Bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, ca sĩ, diễn viên khoa sĩ, cải lương sĩ. Võ Minh Lâm. Hình như ta đang bay, hình như những ánh sao kia đang cùng nhau rơi xuống đây. Hình như ta đang mơ, điều gì làm ta mong chờ? Là những con tim rộn vang đêm nay chung một nhịp đập. Gạt đi từng nỗi buồn phiền làm lòng mình âu lo, gạt đi buồn lo ngày mai nào mình cũng hết thật to nhé. Còn chân chờ điều gì, còn chờ đợi điều chi? Và giờ ta cùng hát lên nào, cháy lên nào, hòa theo những tiếng nhạc đang vút cao. Và màn đêm này vẫn còn dài, chẳng muốn dừng lại, chẳng cần quan tâm điều gì cho ngày mai. Let me see your hands up, 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 up. Let me see your hands up, 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 up. Let me see your hands up, 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 up. Let me see your hands up, 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 up. Everybody get Xào Lăng thân mến, các bạn thấy món này ngon chứ? Cũng được, ăn chung luôn. Sao kỳ vậy? Nào giờ mọi người vẫn biết Lâm là một người có tinh thần ăn uống rất là cao và phải nói là mạnh mẽ, mãnh liệt luôn đó. Giờ mà Trâm còn biết nữa mà. Tôi biết mà. Không ngờ bây giờ có ba đối thủ nữa là nặng ký mà đòi xào luôn cả tụi mình nữa kìa. Thì bây giờ ông phải làm sao để... Vậy thôi anh về phe tụi em đi. Về phe ăn luôn hai người này. Giờ sao? Không, bây giờ mình phải chia đều ba ba đúng rồi, không? Đúng, à. đúng rồi. Phải chứ dù gì bắt cặp bắt đội chung với MC của chương trình vẫn có lợi thế hơn. Biết đâu là sẽ đưa ra cái câu trả lời gì đó ha Tâm. Chúng tôi sẽ không bao giờ thiên vị đâu, bạn đừng không, lo. Không, Quy, thiên vị chút đi. Tại vì Lâm là... bà con họ hàng, chị kết nghĩa của Trâm, Võ Minh Lâm, Võ Hạ Trâm. Well. Chị họ của tôi đó. Dạ, có cả họ hàng với cả ban nhạc nữa. Võ Long Đen. Trời ơi,
Nãy giờ nôn ra lắm luôn đó. Chúng tôi sẽ công bằng cho mọi người, các bạn đừng lo. Chúng tôi công bằng lắm, thiệt. Chúng tôi không muốn chúng tôi bị xào lăn đâu, các bạn yên tâm. Chúng tôi rất công tâm, khán giả cũng công tâm nữa, đừng lo. Lâm ơi, Lâm. Hả, Lâm đây. À, Lâm cũng chơi rất là nhiều game show rồi. Đúng rồi, Lâm chuẩn bị là Lâm sang tay Lâm đấu nè. Không, Lâm. Không có quýnh lộn Lâm. Ủa, sao sàn đấu mà? Sàn đấu thì là cái tên vậy thôi, nhưng mà không có quýnh lộn, không có bạo lực ở đây. Ở đây chỉ có âm nhạc. Âm nhạc. Lâm ơi, hồi nãy là bên kia người ta đã hát một đoạn rồi. Sở trường của mình là cái gì, mình khè người ta cái cho ta. Lâm có một cái khả năng là hát cải lương mà hơi dài. Từ Cà Mau về tới Sài Gòn cũng chưa hết. Để Huy giới thiệu. Để Huy. Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị đến ngay với một tiết mục cải lương lần đầu có mặt trên sân khấu của sàn đấu ca từ. Anh ấy sẽ thể hiện một đoạn cải lương trong vòng 5 phút 30 giây và không hề lấy hơi. Xin mời. 5 phút không hề lấy hơi hả? Không. Không cần đợi các bạn là nấu quy đâu, là Lâm sẽ ăn bắp sống luôn đó. Nào, mời Lâm. Bây giờ thì Lâm sẽ hát một cái vùng cổ nha. Hát đi, đây phụ họa. Xin mời ban nhạc chuẩn bị. Và âm nhạc trồi lên. Thưa bà, tôi hát đây. Hát đi ông. Hay quá, nghe vô thấy ngọt ngọt rồi đó. Rằng tôi hát bài ngày nào ra đi, ôi tiếng nàng ngàn lời kêu thương, trách ai nỡ bắt nàng đi, chàng mang thanh kiếm gãi bước đi mà đau đớn lòng tan tình tan tình tình tan tan tình tan tình tình tan. Lên bà ơi, xin lên bà hãy nghe tiếp đây bài hát đoạn sau chứa chan nhiều bi thảm của người mang thanh kiếm gãi mượn gió lùa mây đưa tiếng hát thê lương gửi về bạn chung. Hay quá, hay luôn. Trời đất ơi, trời ơi Lâm ơi, hát mà tôi thở muốn xỉu. Sao Lâm, hãy cử ra một người lên dĩa trước. Là ai? Ông cử nhân. Ông cử nhân, anh Văn sẽ là người thách đấu với Võ Minh Lâm. Nhưng Võ Minh Lâm ơi, chị phải chọn cái tên đội đi chị. Đội của Lâm là đội mọi người là xào lăng đúng không? Xào lăng. Cho nên là mình phải có một cái đội gì đó để mạnh mẽ để mà mình chiến đấu lại với xào lăng. Đúng rồi. Sẽ lấy tên đội là Hoàng Tử Ếch. Hoàng Tử Ếch, trời ơi. Hoàng Tử Ếch rồi chúng sẽ bị xào lăng nghe mà. Nghe thấy thua luôn rồi đó. Không, Hoàng Tử Ếch là phải lấy công chúa. Công chúa? Ai là công nô chúa? Tì. Công chúa của ta đâu nô tì? Kìa. Thưa quý vị, như vậy chúng ta sẽ có đội xào lăng thách đấu với Hoàng Tử Ếch Chiên Bơ. Các bạn thân mến, đây là vòng đấu thử thách đầu tiên của các bạn. Chúng ta sẽ có 3 bài hát trong vòng này. Và bài hát sẽ được hiện trên màn hình một đoạn ngắn. Ca sĩ của chúng tôi sẽ hát đoạn nhạc đó để cho các bạn biết đó là bài hát gì. Và sau đó đoạn nhạc tiếp theo với một hoặc hai câu hát tô màu vàng và sẽ biến mất dần trong vòng 5 giây. 5 giây đó các bạn phải ghi nhớ thật nhanh. Và rồi các bạn sẽ bấm chuông khi chúng tôi ra hiệu lệnh 10 giây bắt đầu. Chiến thắng 2 bài hát, coi như các bạn đã chiến thắng vòng chơi này với trị giá các bạn được nhận đó là 3 triệu đồng. Lâm, chị đã hiểu chưa? Dạ thưa cô, thưa thầy, con hiểu rồi ạ. Cảm ơn, rất thông minh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời bạn hệ thống. Xin
mời ban nhạc. Đây là đoạn nhạc đầu tiên sẽ do hai ca sĩ chúng tôi hát. Ba tôi đưa tôi ra đâu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co có sợi rơm khô. Và chúng ta sẽ đến với thử thách của chương trình đưa ra. 5 giây quan sát. Đoạn chữ màu vàng sẽ dần mất đi, các bạn phải ghi nhớ dòng chữ này. Và bây giờ hãy sẵn sàng để ta xa chuông ra. Thời gian 10 giây để nhấn chuông bắt đầu. Bắt đầu. Xin mời xào lăng. Nhớ làng tôi, từng dòng mướn xanh bay 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 bay. Nhớ trong năm rồi ngọn cỏ mây trời cười cười một chuỗi trời thử bùng. Ta có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tìm tại ba vĩ lông gà vàng như vườn cài, ông vĩ mặt trời như lời môi lai. Ai vì tình yêu như cho nghịch dài. Ôi à, bà lên kẻ chờ có buồn được đâu. Ra về lúc lắc héo mòn một sâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu. Wow. Cảm ơn Sào Lăng. Và bạn hãy đọc lại câu hát vừa rồi được không? Nhớ bà tôi, 100 năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Hãy xem hệ thống chấm điểm ra sao, xin mời. Chúc mừng Sào Lăng, một điểm đầu go. Tiên đã dành cho bạn, một khởi điểm rất là suôn sẻ. Xin tì, xin tì. Sao? Cho hỏi nếu mà Lâm biết cái câu này mà Lâm không biết ca được không? Không được, trong phải ca, Lâm không ca thì Lâm không có điểm. Phải biết ca mới được hả? Đúng rồi. Rồi thôi thua. Ông luôn. Ở hành tinh nào xuống vậy? Nãy giờ người ta nói quá trời rồi. Chúng ta đang ở sàn đấu ca từ. Đừng làm Trâm mất mặt dòng họ Võ. Và sau đây sẽ là bài hát thứ hai. Xin mời bản hệ thống. Xin mời ban nhạc. Gió rét đang về lê dài thêm ký ức khó khăn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn khói thuốc trắng bay. Mùa đêm rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá chuối năm nào, kỷ niệm ngày xưa xa xa xa, ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên. Tôi đã thấy sự quen thuộc Lâm à. Tôi đã thấy sự bối rối của Lâm rồi. Thử thách của chương trình đưa ra cho hai bạn. Và 10 giây dành cho thời gian nhấn chuông bắt đầu. Nhường bạn đó. Nhấn đi em. Dễ thương. Mùa đi ngang phố,
đọc lại một lần nữa đáp án của bạn là gì? Từng hàng cây góc phố như vẫy tay vội vã. Vâng, chúng tôi đã ghi nhận hai lần đáp án của bạn. Như vẫy tay vội vã. Trời, Lâm biết hát hả? Lâm mới nghe bạn hát đó. Trời ơi, xuất sắc, Lâm dễ thương quá. Hệ thống, xin mời. Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã. Ôi dồi ôi, thiếu chữ nơi đấy. Chỉ có một chút xíu thôi. Như vậy dòng họ Võ, dòng họ Võ đã vinh quang. Một chiến thắng rất vinh quang và oanh liệt. Đã đem lại được danh dự cho dòng họ Võ. Cuộc đời tôi cảm thấy oanh liệt nhất là lúc này Võ Minh Lâm. Yeah, bạn đã được một điểm. Yeah. Trời ơi. Rồi hai bạn bán kèo vậy luôn ha hai bạn. Rồi thôi được rồi, không có tiền, không có lương đâu. Bớt bớt lại em à, bạn bán kèo quá. Không có, tại em thấy thủ đoạn cũng bắt đầu được rồi đó. Bây giờ sẽ là bài hát quyết định xem 3 triệu đồng và chiến thắng tại vòng 1 này sẽ thuộc về ai. Xin mời hệ thống bài hát thứ 3. Xin mời ban nhạc. Giờ là 5 giây trước câu hỏi của chúng tôi. Quan sát thật nhanh nhé các bạn. 10 giây, những chuông đã sẵn sàng nhưng chưa bắt đầu. 10 giây, những chuông bắt đầu. Xin mời Võ Minh Lâm. Để đất nước mây rực rỡ một cơn sáng sớm. Ai dòng họ Võ cũng hát hay quá. Đọc lại đi Lâm, đừng làm tôi mất mặt nha. Trâm à, nên giấu mặt đi. Tôi sẽ không nhìn đâu. Tôi thấy là không ổn rồi. Anh ơi, anh quay mặt luôn. Đây là khoảnh khắc Võ Hạ Trâm có thể ngẩng mặt cao đầu. Lộn hoài anh, nó lộn rạng rỡ gì không được lộn. Không được lộn. Đại đi ha, có gì thì kể đi ha. Lâm cứ đọc, tình bạn của chúng ta sẽ cắt đứt tại đây. Để đất nước mấy rực rỡ, một gấm dốc mãi rạng rỡ. Hay quá. Đây là một gương mặt rất tự hào. Tôi muốn úp mặt vô tường lắm rồi. Xin mời bản hệ thống. Ê, nghe nè, chương trình mình hơi drama đó. Thôi đi, tụi em mới là người phải khóc mà. Bọn em thua mà, tại sao hai người lại khóc? Không phải chị mừng nhỏ nhỏ lớn chưa bao giờ thắng gì hết trơn. Có một ngày Lâm đã trưởng thành rồi, con cảm ơn cha mẹ. Giờ nó có điểm mà chị mừng nữa lắm mẹ. Cả tuổi thanh xuân tỷ số 2-1 nghiêng về Võ Minh Lâm. Và chúc mừng bạn đồng thời là người sở hữu giải thưởng trị giá 3 triệu đồng tại vòng 1 này. Chúc mừng. Wow. Như vậy là bé Zombie của đội Xào Lăng mặc dù rất là cố gắng
nhưng thiếu một chút may mắn. Không sao cả, chúng ta vẫn còn hai thành viên nữa và họ có thể sẽ là người liên tiếp chiến thắng thì sao? Nào hãy nói lời nào với họ nào. Ừ, tụi mình cứ cố gắng hết sức đi ha, cố lên nha. Ủa ai vậy? Ai vậy? Em đâu quen đâu. Trời ơi, tôi đã thấy được sự đoàn kết rồi. Bạn em chưa có tới. Nãy vừa thôi, bạn em chưa có tới. Tôi đã thấy được sự đoàn kết rất mạnh liệt. Bạn em nè, bạn em ăn chung màu xanh. Bạn em chung màu xanh, anh Lâm. Anh Lâm thì cố lên nha, cố lên. Chào em, anh sẽ cố lên. Cố lên, nào là, cố lên. Ớt sầu lăng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi tiếp theo được mang tên Phản Chiếu. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với vòng 2 Phản Chiếu. Zombie à, vòng 2 này chúng ta sẽ đổi người. Ai đây? Trời ơi. Luật chơi như sau. Ở vòng 2 này chúng ta cũng y chang như vòng 1, sẽ có 3 bài hát. Một trong hai câu hát được bôi màu vàng không còn biến mất nữa, mà sẽ lật ngược lại như là chúng ta đang phản chiếu qua một tấm gương. Các bạn quan tâm duy nhất là giải thưởng vòng này là bao nhiêu. Con số sẽ tăng lên, đó chính là 5 triệu đồng. Trước khi chúng ta bắt đầu, hai bạn có muốn giao lưu với nhau không? Anh mình chia đôi đi ha, khỏi thi. Chia đôi đến vòng 3 luôn. Không được, anh cao hơn em mà, mình phải chia 2-3 chứ. Ồ, vậy là em 3, anh 2 á. Đâu có đâu, là em 1, anh 2. Chia đôi, nhưng mà, nhưng mà đừng có tính hai bạn kia vô, được không? Được. Tính luôn đi. Dạ, ok, xong rồi chị. Dạ. Khi con người ta đứng vào cái chuông đó, bản chất đã bị biến chất. Người ta đã không còn là mình nữa. Vì em với mấy em với anh chị chia đôi luôn. Được, được. Chị sẽ ghi nhớ câu nói đó của em. Và bài hát đầu tiên, xin mời bản hệ thống. Xin mời ban nhạc. Trời ơi, bài này quá dễ luôn. Bài này quá, quá ư là thịnh hành, quá nổi tiếng. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt. Giây cho thử thách. Thời gian 10 giây để nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Sào Lăng. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc. Wow. Nụ thanh xuân còn ấp nét xuân áo lụa thơ ngây. Hay quá. Xuyên trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, cười bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Lâm ơi, em biết bài này không? Lâm biết, mà Lâm lo đánh dần chữ trong đó đó. Lâm không biết đường bấm. Cuối cùng thì bạn cũng đâu có bấm. Bạn cũng đâu có được trả lời. Không, mình cũng sẽ nhường lại cho bạn mà. Em cảm ơn anh, chúng ta vẫn chia đôi đúng không? Ừ, em đọc đi em. Đọc đi em. Ủa sao hát thì dễ mà đọc khó vậy chị? Đọc sai là sai đó. Đọc phụ cho.
đừng có lăn. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi. Ủa chưa có kết quả mà sao biết đúng hay sai? Không, nãy giờ làm nhầm đánh dần rồi. Sao chúng ta vội vàng quá vậy? Dạ mình... Đừng có vội vàng. 30 chưa phải lập tức. Hệ thống đi Trâm. Xin mời bạn hệ thống. Yeah. 1-0 nghiêng về đội Sào Lăng. Lâm ơi, Trâm vẫn hy vọng vào em rất là nhiều. Ừ, dòng họ võ sẽ chiến thắng, yên tâm. Nhưng mà mình vẫn hân diện những người giỏi hơn mình, đúng không Trâm ha? Tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Huy à, thay mặt Trâm đi. Rồi, tỷ số 1-0 về Sào Lăng. Và bây giờ là bài hát thứ hai, xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Trời ơi, bài của Lâm đó. Cũng đầy xin làm người hát dâu, chỉ mong đời không chê trách, chỉ mong chuyến xa muộn màng không dừng sớm khi đang dòng chân. Bây giờ các bạn sẽ có thời gian là 5 giây để quan sát. Và bây giờ là 10 giây dành cho thời gian nhấn chuông. Bắt đầu. Cũng đành xin làm người đến sau để nghe niềm đau phía trước, tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường. Thôi đành đi về lại quê xưa, thôi đành đi về dòng sông đó. Đã hát rồi ông vẫn còn ngồi ông đếm chữ. Ông vẫn còn ngồi ông đếm chữ để làm gì Lâm? Muộn màng rồi Lâm. Muộn rồi. Dòng họ võ của tôi. Võ Minh Lâm. Võ Minh Lâm. Phải cố gắng lên. Trong rất nhiều số chương trình, đây là lần đầu tiên mà Võ Hà Trâm có những cái thái độ lạ lùng như vậy. Bình tĩnh nào. Trâm hy vọng Lâm sẽ mạnh mẽ lên, thể hiện tinh thần thượng võ đi. Sào Lăng, xin mời bạn đọc lại câu trả lời. Đó, ừ. Đó, ừ. Không, hát thì nó quen hơn. Hát thì quen rồi. Năm. Tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường. Yeah. Xin mời đánh giá từ hệ thống đúng hoặc là sai. Và dẫn trước hai bài hát. Chúc mừng em Lâm à, dẫn trước hai bài hát không có nghĩa là bạn thua mà là bạn đại bại. Mày ác quá mày. Bây giờ ca khúc cuối cùng, Lâm Huy tin Lâm, Trâm tin Lâm, hãy nhấn chuông dù không biết đó là gì nhé. Bài hát thứ ba, xin mời hệ thống. Đó, trời ơi. Thôi, thì Lâm bấm luôn đi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng.
qua nhịp cầm tre, qua mấy con đê thăm đường từng quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi chân nghèo cả khói lam chiều. Năm giây dành cho thử thách, các bạn hãy quan sát nha. Và thời gian 10 giây để nhấn chuông bắt đầu. Rồi. Hay quá. Hát đi. Hay quá, hát lại Lâm. 2, 3. Còn nhớ nụ cười cô ba má rưỡi trước trang lòng người. Đó rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi. Đặng vui buồn à ơi, con nước lớn chảy xuôi đưa con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo lối ấy ngân nga câu hò. Hò ơi, gió đưa gió đầy về rẫy ăn công, về sông bắn cá, về sông bắn cá. Tôi thấy là Lâm đã đỏ mắt rồi. Tôi thở dài, tôi mừng, tôi hết hồn, đứng tim. Lâm, thời sách của bạn, đọc lại đáp án nào. Trời ơi, cái này đúng quá. Không, cái câu này Lâm đọc được. Ừ, đi đọc nhiên. Đi. Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Thưa quý vị, đây là tập 3 cho bộ phim Tình Chị Em. Cuối cùng nó cũng đăng, ô lộn, lối cùng nó cũng hát được gì rồi. Gì đắng gì? Cuối cùng, bạn Lâm cũng đã hát được rồi. Xin mời hệ thống ạ. Chính xác. Wow, như vậy, đội Sào Lăng là đội đang có tỷ số nhỉnh hơn và đồng thời là chủ nhân của giải thưởng 5 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta vẫn còn một thành viên nữa và sẽ là vòng 3 với tên gọi đó chính là Truy Tìm. Chào mừng. Bây giờ sao? Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình Sàn Đấu Ca Từ và đây là vòng 3 tên gọi Truy Tìm. Nào, trong ba rồi nào, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một sự thay đổi người. Và xin mời bé Dơi hãy chọn thành viên kế tiếp. Không còn sự lựa chọn khác anh ạ. Ôi, chứ đâu mà gương mặt đã rạng rỡ thế kia rồi. Gương mặt thật là hào hứng. Mũi à, chào đón em, được đứng tới cái chuông. Sáng giờ mũi chưa hút được máu ai cho bị xếp tụt đường huyết này nè. Tụi anh sẽ tạo cho em một cái sự thoải mái thôi. Bởi vì tụi anh sẽ nói sơ sơ về vòng 3 này để cho em cảm thấy thoải mái. Thì nếu em thua đó thì em sẽ mất 7 triệu. Ừ, đơn giản vậy thôi. Rất cũng đơn như là dạng. Mất luôn tình bạn của hai người còn lại. Đúng. Em thoải mái rồi, em thoải mái, em vui rồi, bắt đầu em vui, em tươi rồi. Luật chơi vòng 3 như sau, xin mời. Chúng ta vẫn có 3 bài hát như 2 vòng trước. Vẫn có 1 đến 2 câu hát màu vàng không biến mất, cũng không lật ngược như phản chiếu qua tấm gương, mà là các vị trí của các chữ sẽ thay đổi xáo trộn. Các bạn phải nhìn thật kỹ, phải thật nhanh và rất khó khăn để có thể nhận biết đó là câu hát gì nếu như các bạn không thuộc bài hát. Nãy giờ nghe Hà Trâm diễn giải bắp minh họa rồi cho hỏi là lối thoát hiểm nằm đâu vậy? No exit. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời bản hệ thống. Xin mời ban nhạc. Dường như trong gió đông
nghe giọng tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng, dường như em đã lang thang qua đây dù dáng tóc mây. Hay quá. Nhắm bây thôi, giờ cho thử thách. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Lâm ơi. Lâm. Hát đi Lâm. Đừng nhìn nữa. Đừng đếm chữ nữa Lâm. 3, 2, 1. Hát đi. Nghe như lời ca thiết tha êm đềm, một chiều yêu nghe tóc hát khẽ mơ màng, buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió hát. Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây, lửa gió êm đềm. Phải chi mình dịu dàng tựa đu hoa, đỡ cho bình minh. Phải chi mình mềm thật mềm và suôn, sóng xanh trong chiều, để mai vườn bay giữa bầu trời xanh, đón say cùng gió với đời. Thưa quý vị, sau hơn 2 tiếng đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Lâm đã hát được. Và xin mời Lâm đọc lại một lần nữa. Vậy là còn 2 tiếng nữa Lâm mới đọc đó. Chúng tôi có phục vụ cà phê và bánh ngọt trong lúc quý vị chờ đợi Lâm hát. Cho em đi cà phê sữa. Lâm đọc này nha. Nghe như lời ca thiết tha êm đềm, một chiều im nghe tóc hát khẽ mơ màng, buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió hát. Tuyệt vời. Thấy chưa? Trâm ơi, hãy hỏi hệ thống nào. Thật sự tôi không muốn làm điều này. Tại sao vậy? Tôi sợ tôi sẽ bị tổn thương. Sao tự nhiên thấy hại não quá. Xin mời bạn gia hệ thống. Gia tộc võ. Gia phả nhà họ võ. Ôi đúng rồi. Ôi Lâm ơi, tôi thật tự hào về ông Lâm ơi. Lâm giỏi quá, Lâm giỏi quá, Lâm cũng tự hào như Lâm nữa. Tim mũi bắt đầu đau. Tim mũi nó đau rồi đó Lâm. Lâm hãy chia sẻ với mũi đi. Lâm chia sẻ với mũi đi. Mũi đau tim rồi. Máu nè, hút đi. Mình vô trong hút anh ơi. Một không tạm thời nghiêng về Lâm. Thằng cút ớt xào lăng. Thằng cút ớt xào lăng. Và bây giờ sẽ là ca khúc thứ hai. Xin mời hệ thống. Trời ơi, quá dễ, bài này nhìn biết bài gì rồi. Nghe nè. Đêm cô đơn, không còn ai lang thang, con phố lạnh thật buồn, có tình tôi mênh mang, ánh trăng tàn ngọn vàng. Có tình tôi mênh mang, ánh trăng tàn ngọn vàng. Đêm hoang vu, yêu ngàn năm thiên thu, nơi góc bụi đường chân, tôi là con thiêu thân. Đứng trước cổng đèn vàng, em nhìn tôi trên cao, thương tình yêu lao xa. Hay quá. Đã rất lâu rồi. 5 giây. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Trời ơi. Ớt xào lăng. Trời ơi, ớt xào lăng. 2 tiếng sau trả lời. Nào. Lâm được đó hả? Lâm đó. Lâm. Đừng đếm nữa tôi lại không? Lâm ơi. 5. Chưa để Lâm ra định hình nha. 3. Thầy cô đang chờ Lâm. Một. Nào hát đi. Hát đi. Nào 4.000 người đang chờ Lâm đó. À được rồi được rồi. Rồi 2, 3 vô. Cái này xin lỗi. Nữa hả?
che cái màn hình lại Quy, Quy che màn hình lại Quy. Trời ơi, ổng đếm tới sáng. Hình như thiếu chữ phải không? Rồi. Ok, hát nha. Ông thề đi. Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Tôi gây gỗ trong cây cuối góc phố ôm mộng mơ. Em trăng non sáng cho đêm tàn như mây tan giữa không gian. Ngàn năm đời dẫu tình xa vời, nỗi đau của tôi đến suy tư trong tình yêu suy tư. Cơn gió nào lạc loài cuốn tình tôi qua đây, bay như loài cỏ dài khiến tình tôi loay hoay dọc đêm dài mệt nhoài. Đêm cô đơn muốn vì sao không tên, như đám bạn thật hiền thức cùng tôi thâu đêm. Nhớ thương về một người khiến hạt mưa bay bay để nằm nghe hay hay. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, là Lâm sẽ đọc lại một lần nữa đáp án của mình. Xin mời. Bạn ấy đã đọc từ trước khi câu hỏi hiện ra rồi. Bạn ấy vẫn bây đọc giờ đến bây vẫn giờ còn đọc. Bây giờ bạn đừng chỉ nữa, bạn đọc thành tiếng. Tôi đọc đi. Đọc đi. Đêm suy tư, trong tình yêu suy tư, cơn gió nào lạc loài cuốn tình tôi qua đây. Bạn có biết là để nhận được câu trả lời của bạn, mọi người rất sốt ruột. Chúng tôi phải chia làm hai tập phát sóng. Bởi vì quá dư thời gian để suy nghĩ và đọc. Chúng ta sẽ xem kết quả. Xin mời bạn hệ thống. Muối ơi muối, em xỉu rồi sao muối? Em chết thiệt rồi chị. Đừng chết em, đừng ơi, chết em. Hãy nhìn nụ cười hạnh phúc của zombie. Gia đình nó từ em rồi. Gia đình từ rồi. Cố lên. Có thể cho em hát một bài hát được không? Hát đi em. Em hát bài Chuyện Như Chưa Bắt Đầu được không? Đúng. Chuyện Như Chưa Bắt Đầu. Chuyện vẫn như chưa bắt đầu. Và và chúc mừng Võ Minh Lâm sau 3 tập phát sóng. Dòng họ Võ chắc hãnh diện về mình lắm Trâm ha. Bà đừng nói câu đấy nữa. Tôi bỏ qua việc đấy rồi. Sau 3 tập phát sóng của bạn, của riêng bạn, bạn đã giành chiến thắng. Rất thuyết phục. Xin mời hệ thống bài hát thứ 3. Thôi ơi. Thôi ơi thôi. Hôm qua em đi tỉnh về, đời em ở mãi còn đề đầu là khăn nhung quân lính rộn ràng. Thời gian 10 giây, nhấn chuông, bắt đầu. Wow. Nào đâu cây im lúa rồi, cái dây lưng đùi nhường hồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò qua cái quần nai đen. Nói ra sờ mắt lòng em, van em hãy giữ yên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi.
mời Muối đọc lại một lần nữa. Nói ra sợ mất lòng em, vang em hãy giữ yên quê mùa. Muối, dường như em đã sống lại, em đã quay trở lại. Bắt đầu em đang sống. Ừ, em đã đang sống. Em và... đang sống. Từ lăng quăng đã tiến hóa thành Muối rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ chờ kết quả từ bản hệ thống. Và em được đã rồi. Sống rồi, Muối. Nhưng vừa bay lên bị đập bẹp. Bởi vì tỷ số đang là 2-1 và Võ Minh Lâm là người chiến thắng vòng thi đấu thứ 3 này. Chúc mừng bạn. Tục đường quyết tiếp. Lâm à, sau vòng 3 này bạn cảm thấy như thế nào về đối thủ của mình? À, Lâm cảm thấy là mỗi bạn nhường nhau một vòng. Vòng đầu thì Lâm thắng đúng không? Vòng sau thì bạn thắng. Rồi vòng này Lâm thắng. Nhưng vòng sau thì chắc Lâm thắng luôn đi ha. Rồi bắt tay vậy đi nha. Rồi. Cho em cắn luôn tay kia. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, ngày hôm nay khách mời của chúng ta rất đặc biệt. Chúng tôi cạn lời với bạn Võ Minh Lâm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo. Và cũng là vòng thi cuối cùng được mang tên Biến hóa khôn lường. Và thưa quý vị, như đã thông báo từ đầu, đó chính là những người chơi nào thách đấu chiến thắng được đội chủ nhà sẽ gặp đội chủ nhà tại vòng này. Và qua 3 vòng thi, chúng tôi xác định được một người chiến thắng duy nhất. Xin được trân trọng kính mời bé Dơ. Sao em ngạc nhiên vậy? Em thắng mà em quên hả? Em nghĩ là phải diễn để cho nó hợp lý. Lúc người ta đọc tên mình thì mình phải trả vờ bất ngờ. Cái điều này nó đã rõ ràng, em không cần bất ngờ. Cái này gọi là diễn hơi lố. Em ơi, đừng lo nhé. Đồng đội em tin tưởng em. Bởi vì giải thưởng trong này là 10 triệu. Sao vậy? Sao em có thái độ gì? Tại vì bây giờ nếu mà thắng ấy thì các bạn ấy sẽ chơi với em rất là thân thiết, tung hô em như một vị thần. Đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ. Em sẽ ở trển. Không thì các bạn vẫn tung hô mà tung hô Lâm. Có không em? Chơi luôn anh. Đó thấy chưa? Cho nên em khỏi cần bận tâm là sẽ tung hô ai, cứ chơi hết mình. Thế em có ý kiến? Nói đi em. Chương trình kỳ kỳ á anh. Rồi tự nhiên đội chơi còn mình em. Có gì đâu mà kỳ. Đội khách mời 3 người luôn rồi. Chuyện đó là bình thường. Đúng rồi. Có khi chương trình còn không có khách mời nữa cơ. Tua hết rồi. Em còn trụ lại đó vẫn rất là bình thường. Em nha, em chỉ có cần tập trung chơi và giành chiến thắng thôi. Ha, được chưa? Đã bắt đầu được chưa ạ? Ok, ok. Ok. Sẵn sàng, tụi chị luôn sẵn sàng. Nè, bày đặt giải quyết tâm lý, đồ phân tích, đồ nhỏ nhỏ chặt một phát. Chúng ta sẽ đến với thể lệ của cuộc chơi. Huy ơi, nói đi. Thể lệ vô cùng đơn giản luôn nha mọi người. Thay vì là có 3 bài hát, tại vòng đặc biệt này chúng ta chỉ có duy nhất 1 bài hát. Nhưng sẽ tập hợp tất cả những thử thách của 3 vòng trước, bao gồm tàng hình, phản chiếu và truy tìm. Tất cả 3 thử thách này sẽ dồn vào 1 bài hát duy nhất. Và các bạn phải trả lời bằng cách nhấn chuông liên tục, không ngừng nghỉ. Xong thử thách 1 là phải nhấn chuông, quan sát nhấn chuông cho thử thách 2. Chúng tôi sẽ không phải là người đếm nữa, mà tất cả sẽ do hệ thống. Các bạn nhấn chuông trả lời, nếu đúng, màn hình sẽ hiển thị chữ đúng, các bạn giành được 1 điểm. Và ngược lại, nếu trả lời sai, màn hình sẽ hiển thị là sai. Và dĩ nhiên, số điểm đó sẽ thuộc về người còn lại. Chúng tôi sẽ có 30 giây dành cho 3 câu hỏi gợi ý. Nếu như sau 3 câu hỏi này mà các bạn trả lời được tên của bài hát thì người đó sẽ là người giành quyền trả lời đầu tiên. Các bạn hiểu không? Thay vì chúng ta bấm chuông thì bây giờ chúng ta sẽ có 3 câu hỏi về bài hát. Chỉ cần đoán được tên của bài hát này, các bạn sẽ giành quyền trả lời đầu tiên, không cần bấm chuông nữa. Các bạn đã rõ chưa ạ? Nếu trả lời đúng tên bài hát sau 3 gợi ý này, các bạn sẽ là người trả lời đầu tiên. Có một điều lưu ý với các bạn là bởi vì vòng này chúng tôi sẽ không đếm 10 giây bắt đầu, cho nên khi các bạn quan sát trên màn hình
thấy 10 giây bắt đầu xuất hiện, các bạn phải bấm chuông để giành quyền trả lời. Đừng lăng tăng, phải tập trung thật kỹ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 30 giây dành cho câu hỏi gợi ý. Chúng tôi đọc đến đâu, bạn nào có câu trả lời thì hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời nha. Bây giờ xin mời nhìn lên màn hình ạ. 30 giây và gợi ý đầu tiên, thời gian bắt đầu. Bài hát do Lưu Nhất Vũ, nhạc sĩ của bài ca Đất Phương Nam, phổ nhạc, lời của nhà thơ Lê Giang. Bài hát nói về ngư dân, đồng thời có nhắc đến vẻ đẹp của một tỉnh gần ở cực nam của Tổ quốc và tiếp giáp với Campuchia. Xin mời Sào Lăng. Thế rồi bấm nhanh quá em quên mất. Em lăng đi đâu rồi? Nếu mà là lời của Lê Giang và là một Kiên Giang, là một địa danh mà gần Campuchia, thì đợt trước là em có đi chơi rồi. Và bài hát thì nó sẽ không có nhiều liên quan. Câu trả lời của em là? Câu trả lời của em là Sóc, Sở Bay Sóc Trăng. Hay quá, chúc mừng Minh Lâm được quyền trả lời. Sai rồi. Đây là một cái nơi mà rất là đặc biệt với Lâm, bởi vì Lâm cũng đã từng đến đây, rất là thích cái mảnh đất này. Chỉ một bài thôi, đó là bài Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Và đó chính là Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Xin chúc mừng Lâm. Bài hát được biên soạn theo điệu Lý Chèo Đưa Cá Ông của cư dân vùng sông nước, thường được dùng cho các kỳ lễ hội cúng cá ông, tức là cá voi hay còn gọi là cá nhà táng, với lời ca nhớ tới ông cá như là che chở cho người dân giữa đại dương bao la và trắc trở. Chúc mừng Minh Lâm, bạn đã giành được quyền trả lời ở lượt chơi đầu tiên. Tôi thấy có một sự tự hào nhẹ từ hai người đồng đội của bạn. Tự hào quá đi mất. Các bạn hãy ráng giữ gương mặt đó cho tới cuối chương trình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách của chương trình. Nhớ nha, chúng tôi sẽ không phải là người ra hiệu lệnh nữa, mà các bạn phải dùng mắt của mình để quan sát cho màn hình sẽ hiển thị 10 giây. Chính xác. Và thử thách của chúng tôi là những đoạn lời có tô chữ màu vàng. Hãy nhớ tập trung vào những đoạn lời này. Bây giờ là thử thách của vòng đặc biệt. Xin mời hệ thống bắt đầu. Xin mời ban nhạc. Có chữ vàng mới là thử thách. Đúng rồi, Lâm đã hát trước. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sông biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Mời Lâm. Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê, một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương, trăng cũng đẹp đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loang loáng trên sông, màn trời đêm yên ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngạt ngào, đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về. Tiếp tục, bây giờ Sào Lăng được về những chuông nha. Quan sát. Và thử thách tiếp theo. Xin mời Sào Lăng.
nghề đánh cá an nhàn nơi sóng biển. Lắm à, bạn đã có thêm một điểm từ đồ xào lăng. Tiếp tục. Lâm ạ. Công đức ấy, anh linh thế ấy, lòng vẹn lòng như khắc như ghi, trùng trùng dân Nam Hải chi quyền, trăm là năm hương khoai mỗi ngày, trăm là năm hương khoai ngày lễ thần. Ba câu như vậy, 10 triệu đồng đã thuộc về Võ Minh Lâm. Cuối cùng dòng họ Võ được rạng rỡ. Cảm ơn em đã nhường anh. Em về được anh Lâm. Yeah. Yeah. Em về luôn, em về luôn, em về luôn, em về luôn, em về luôn. Còn đội ca sĩ của chúng tôi. Xua đuổi, tội nghiệp. Lời. Đổi vị trí nào cho mà. Ok, tôi về với chị của tôi. Dạ thưa quý vị, như vậy là vòng 4 đã kết thúc rồi. Và bây giờ chúng tôi đang cầm trên tay giải thưởng của họ sau buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là đội xào lăng. Bằng những công thức nấu ăn tuyệt vời của các bạn đã mang về cho đội mình một giải thưởng vô cùng giá trị. Một giải thưởng mà chúng tôi phải nói là rất là tự hào. Tự nhiên như các bạn, đó chính là 5 triệu đồng. Nào, trước khi đến với phần thưởng kia, hãy hỏi cảm xúc một chút nào. Zombie, bạn thấy người chơi bạn dòng đặc biệt như thế nào? Thực sự thì đồng đội của em, đồng loại của em đã cố gắng hết sức rồi. Thì bây giờ mình tới món chính thôi anh ha. Em nghĩ là chương trình rất là hay và bổ ích ạ. Nhưng mà chắc là số sau thì phải tìm MC khác rồi ạ. Bây giờ bọn em nấu rồi ạ. Không đâu, nãy giờ Lâm thấy là từ đầu chương trình là các bạn được hai MC hỗ trợ rất hết mình. Đúng rồi đó. Trong khi mình có 3 người mà 5 triệu đồng mình sẽ chia cho hai bạn mỗi người 1 triệu nữa là đủ. Trời ơi, tôi xúc động quá mà. Thay mặt cho 500 anh em và một hòn ngô tự hào về em. Chị kính thưa tất cả quý vị và các bạn, có lẽ ngày hôm nay cái game show này là một game show
làm cho Hạ Trâm phải dậy sóng. Bởi vì sao? Bởi vì một người chị trong dòng họ của tôi, hả? Dòng họ gió, đã làm cho tôi cảm thấy rất tự hào với những gì chị mang lại. Đau quá. Em cảm thấy rất xúc động. Chúng ta đã theo dõi tập 5 của câu chuyện Tình Chị Em. Giờ lúc tôi muốn úp mặt vô tường, nhưng không, cuối cùng ông đã giúp tôi. Ông cũng đã giúp tôi cảm thấy tự hào dòng họ giỏ nhà mình với 20 triệu. Chương trình Sài Gòn Ca Từ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy luôn luôn ghi nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật trên kênh HTV7. Họ là đội biển dậy sóng. Thôi vậy đội mình là... Ủa vậy hả? Tôi nghe cái slogan này tôi có thể đoán được tình hình thời cuộc đó. Càng ngày tôi càng thấy tôi thông minh và duyên dáng. Hôm nay tôi thấy một cái hình ảnh khác của Trịnh Thăng mình vậy ta. 10 giây bắt đầu. Vài lần đón đưa rồi quen, hồn nhiên đến gọi một phiền. Chiều nay thoáng nghe lẽ loi. Ủa vậy hả? Chắc rồi. Rồi, yeah. Bây giờ mình nhắc lại cái câu trả lời của mình đi nè. Nói đi. Ủa, nãy mình mới hát được mà. Bình đại diện cho team chủ nhà mà. Chẳng lẽ mất mặt như vậy được. Bấm đại đi Bình. Nhưng mà đã muộn rồi Bình ạ. Bà nói xin hãy đừng hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Luôn. Mình chưa kịp định hình cái chữ đó, chữ gì, chữ đầu tiên, chữ gì bên đây bấm hát luôn rồi. Chương trình mời lộn khách mời rồi. Không phải đâu, tại vì hôm nay anh Bình xui gặp em. Sao vậy? Sao vậy? Đi về. Thôi lỡ đầu đứng luôn không đi, cho hết chương trình. Đón xem tập 11 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.